Đến chùa Fonoroca, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, bắt gặp nghệ nhân trẻ tuổi đa tài Lý Xin đang miệt mài với công việc làm đẹp ngôi chùa. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê tỉnh Sóc Trăng, từ nhỏ anh được ba mẹ cho vào chùa tu học. Với tinh thần ham học và ý chí cầu tiến, chàng trai Lý Xin tốt nghiệp lớp sơ cấp Pali, sau đó tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong những năm tháng tu học, Lý Xin học hỏi từ giảng đường, kết hợp với việc am tường văn hóa dân tộc để giúp anh tạo ra những tác phẩm đặc biệt hơn. Khi được các sư thầy giảng về những kiến thức văn hóa Khmer, tôi đã rất đam mê và mong muốn phải làm được gì để giới thiệu về truyền thống người dân tộc và tạo được nét độc lạ cho ngôi chùa thu hút du khách. Ngoài việc thiết kế điêu khắc từ vật liệu xi măng thì tôi còn làm trên gỗ và đá. Tất cả những vật liệu làm thì người thợ cần tỉ mỉ, mang hết tâm sức gửi gắm vào tác phẩm thì mới có thể tạo ra đường nét điêu khắc có sự chân thực qua từng vết chạm khắc. Tôi rất tự hào khi được tự tay làm đẹp cho các ngôi chùa trên quê hương tôi. Không chỉ giỏi trong việc điêu khắc, nghệ nhân Lý Xin còn là người thợ đa tài, có thể làm nhiều đồ trang trí bằng gỗ với những đường nét rất sắc sảo. Một người nghệ nhân trẻ, am hiểu nghệ thuật dân tộc và là một cử nhân được đào tạo khoa học, bài bản từ môi trường chuyên nghiệp, nhưng mọi người luôn cảm nhận được sự giản dị, khiêm tốn và ân cần của anh. Tôi theo anh Lý Xin khoảng 3-4 năm nay, thấy anh rất chịu khó, ham học nghề. Từ đường nét chạm khắc, anh làm rất tỉ mỉ, giúp cho sản phẩm có hồn riêng. Đó là điều chúng tôi cần phải học, trân trọng. Mỗi chất liệu cần độ khéo léo khác nhau, nhưng chúng ta cần phải yêu tác phẩm mới có thể làm ra được tác phẩm đẹp. Tôi rất yêu văn hóa Khmer, yêu ngôi chùa Khmer. Chính điều đó là động lực để tôi làm ra tác phẩm lạ mắt để giới thiệu đến bạn bè du khách biết đến Sóc Trăng. Ngày nay, sản phẩm văn hóa cũng chính là hàng hóa có giá trị cao để người thợ có thêm tâm huyết giữ nghề và đủ sức giúp đỡ những người có chung đam mê. Phong sóc của đồng bào Khmer hôm nay thêm tươi đẹp nhờ vào những tác phẩm văn hóa đậm chất dân tộc, khơi niềm cảm hứng cho nhiều người.